Hello, xin chào anh em và mình là Hoàng Vâu đây. Trước đây thì channel chúng mình đã làm khá nhiều video so sánh những chiếc laptop gaming ở phân khúc phổ thông dưới 25 triệu. Thì bên cạnh đó anh em còn yêu cầu chúng mình làm thêm những video ở phân khúc cao hơn. Và giả sử đi, Noel tới vì không có người yêu cho nên chúng ta tự thưởng cho bản thân mình khoảng 30 triệu. Oh my god! Wow! Và để mua một chiếc laptop gaming, nhưng mà chúng ta đang phân vân chưa biết mua chiếc máy nào. Thì ngày hôm nay mình xin gợi ý cho anh em hai chiếc máy có tầm giá tương tự, đó là chiếc HP Omen 2020 và chiếc Zephyrus M15. Và chúng mình đã có video review chi tiết hai chiếc máy này rồi, thì anh em có thể tham khảo phía bên này hoặc là bên này. Và nếu như anh em đang quan tâm đến hai sản phẩm này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết và link sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video cho anh em tham khảo nhé. Và trên sàn đấu 30 triệu ngày hôm nay thì đâu sẽ là lựa chọn phù hợp với anh em? Thì ngay bây giờ chúng ta cùng vào video thôi. Đầu tiên thì nói về thiết kế, thì thiết kế của hai chiếc máy này nó có thiên hướng đôi phần khác nhau một chút. Với chiếc HP Omen thì có một cái vẻ ngoài nó khá là sang trọng, nam tính. Cùng với đó là có một cái logo Omen nó khá là PlayStation ở đây, nhìn nó rất là hiện đại. Và nó khá là phù hợp với những anh em mà yêu thích cái sự tối giản và không muốn quá nổi bật khi chúng ta mang đi làm việc hay là học tập. Còn với chiếc Zephyrus M15 thì nó có cái vẻ ngoài nó gaming và đôi phần nghịch ngợm hơn. Và nó khá là tương đồng với nét thiết kế của chiếc G14 trước đó. Và nó rất là phù hợp cho anh em mà thích cái sự nổi bật khi mà chúng ta mang ra ngoài giải trí hay là làm việc nữa. Và về cái mảng thiết kế này thì có lẽ là mình sẽ để cho anh em tự đánh giá nhá. Và với mình thì cá nhân mình sẽ lựa chọn chiếc HP Omen bởi cái sự sang trọng mà nó mang lại. Về viền màn hình thì cả hai chiếc máy này đều có viền màn hình rất là mỏng. Đây, mình có thể cho anh em xem. Viền màn hình rất mỏng, mỏng hai bên, mỏng ở trên. Tuy là mỏng như vậy nhưng mà HP Omen vẫn trang bị cho chúng ta thêm camera và micro thoại. Và nó rất là tiện lợi cho chúng ta khi mà chúng ta có thể sử dụng để video call hàng ngày hay là học tập online nữa. Và bên cạnh đó thì chiếc Zephyrus họ lại không trang bị cho chúng ta camera. Và họ vẫn giữ nguyên truyền thống không camera như những phiên bản gần đây. Và chắc chắn rồi, đây là một điểm cộng cho HP Omen. Về tính di động thì hai chiếc máy này có cân nặng và cái độ dày nó cũng khá xem nhau. Với chiếc Zephyrus M15 có cân nặng vào khoảng 1,9kg và độ dày 2cm. Với chiếc HP Omen thì nặng 2,1kg và độ dày cũng 2,1cm luôn. Và chênh lệch tuy nó có vẻ là không quá nhiều, nhưng mà mỏng nhẹ hơn thì vẫn là mỏng nhẹ hơn, cho nên đây là một lợi thế của Zephyrus M15. Về chất liệu hoàn thiện thì HP Omen mặt lưng được làm bằng nhựa, khung bàn phím thì được làm bằng kim loại. Và theo mình thấy thì cả mặt lưng và phần khung bàn phím nó rất là dễ bám giống mồ hôi vân tay và phải mất khá là nhiều thời gian để vệ sinh ấy. Còn với chiếc Zephyrus M15 thì mặt lưng được làm bằng nhôm và khung bàn phím thì được làm bằng hợp kim magie. Cùng với đó là nó được phủ thêm một cái lớp cao su non nữa, trông nó rất là cứng cáp và cao cấp. Và đặc biệt là nó khá là ít bám dấu mồ hôi vân tay nên là mình khá thích cái chất liệu này. Và bên cạnh đó thì bản lề của chiếc Zephyrus nó cũng rất là cao cấp khi cái khả năng nâng đỡ màn hình cũng rất là tốt. Cùng với đó là Asus họ rất là tinh tế khi trang bị thêm một cái hõm ở đây để giúp chúng ta có thể thao tác mở máy nhanh hơn này. Còn ở chiếc HP Omen thì hoàn toàn nhẵn kín, khi mà mình mở thì vẫn phải mở bằng hai tay, nó cũng không được thoải mái cho lắm. Và chắc chắn rồi, về chất liệu hoàn thiện và cái bản lề thì mình sẽ nghiêng về chiếc Zephyrus M15. Về cổng kết nối thì cả hai chiếc máy này đều trang bị cho chúng ta những cổng kết nối rất là cơ bản. Còn ở chiếc HP Omen thì được trang bị một cổng mini DisplayPort và một cổng USB-C giúp truyền dữ liệu và sạc nhanh. Và chiếc Zephyrus M15 thì trang bị cho chúng ta một cổng Thunderbolt 3 giúp cho chúng ta có thể truy xuất thêm một màn hình ở phía bên ngoài nữa. Và với cá nhân mình thì mình sẽ chọn cổng kết nối của Zephyrus M15 bởi vì mình rất là thích cổng Thunderbolt 3. Về màn hình thì cả hai chiếc máy này đều trang bị màn hình Full HD với tấm nền IPS, tần số quét 144Hz. Như anh em có thể thấy ở trên màn hình thì với một cái độ phổ màu không quá cao thì chiếc Zephyrus M15 có lẽ chỉ hợp với anh em để chơi game thôi. Còn nếu như anh em có một sự khắt khe về mặt hình ảnh thì màn hình của Omen lại làm khá tốt khi nó có một độ phổ màu cao và hoàn toàn phù hợp với anh em không chỉ là về chơi game mà làm đồ họa cũng cực kỳ tốt nữa. Và chắc chắn rồi, màn hình này sẽ là một điểm ăn tiền của HP Omen. Về hiệu năng và tản nhiệt thì mình xin phép được nhắc lại cấu hình của hai chiếc máy này.
Cả hai chiếc máy đều sử dụng card GTX 1660Ti và RAM 16GB, chỉ khác nhau ở đúng con chip thôi. Với chip HP Omen thì sử dụng chip Ryzen 7 4800H 8x16 luồng, còn chiếc Zephyrus M15 sử dụng Core i7 1750H 6x12 luồng. Và mình có một cái lưu ý nhỏ cho anh em là về bus RAM của hai chiếc máy này. Thì với chiếc HP Omen thì chạy bus RAM 3200, còn với chiếc Zephyrus M15 thì chạy bus 2933. Và đó là về mặt lý thuyết, còn thực tế hiệu năng cho ra như thế nào thì ngay bây giờ xin mời anh em tham khảo qua hai bài benchmark dưới đây với hai tựa game là Shadow of Tomb Raider và World War Z nhé. Qua hai bài benchmark ở trên thì anh em có thể thấy là có vẻ như nhiệt độ CPU và các đồ họa của HP Omen mát mẻ hơn. Tuy nhiên thì hiệu năng và FPS của Zephyrus M15 thì lại nhỉnh hơn một cách rõ rệt. Và để giải thích cho điều này thì card GTX 1660Ti của Zephyrus M15 đã được ASUS đẩy lên mức tiêu thụ điện năng là 90W, lớn hơn so với mức tiêu thụ tiêu chuẩn so với HP Omen là 80W, cho nên là FPS cho ra sẽ cao hơn, chơi game sẽ mượt mà hơn và trải nghiệm chúng ta sẽ tốt hơn. Và nhiệt độ thấp thì cũng tốt thôi, thế nhưng mà để lựa chọn với một hiệu năng cao và mức nhiệt độ chấp nhận được thì chắc chắn mình sẽ chọn chiếc Zephyrus M15. Còn nếu như anh em thích một cái nhiệt độ mát mẻ này, tối ưu xử lý đa nhân và khả năng chơi game cũng rất là đầy đủ nữa thì HP Omen cũng là một sự lựa chọn phù hợp chứ. Tiếp theo chuyển sang về bàn phím và touchpad thì với hành trình phím của M15 cho mình cảm giác có khá là nông và cảm giác nó chưa được đã tay. Còn với chiếc HP Omen thì cho mình một cái cảm giác có khá là sâu này, thật tay hơn này và thoải mái trong một thời gian dài. Tuy nhiên thì hãng làm cái chiếu nghỉ tay cái cạnh nó hơi sắc một chút, tuy nhiên đó không phải là vấn đề. Về giải đèn LED thì với chiếc Zephyrus M15 có một cái giải đèn LED nó khá là sáng và đẹp và chúng ta có thể tùy chỉnh bằng phần mềm Armory Grade. Và còn HP Omen thì trang bị cái đèn LED RGB nó lại mang một cái phong cách nó khá là vintage và retro, trông nó rất là sang trọng và hoàn toàn ăn nhập với cả cái thiết kế của chiếc máy anh em ạ. Và mình là con người thích cái gam màu khá là trầm và với một cái tần suất nhập liệu nó cũng khá là dày nữa thì chắc chắn mình sẽ chọn một cái bàn phím có hành trình tốt như là HP Omen rồi. Về touchpad thì cả hai chiếc máy này đều được phủ kính, tracking cũng tốt này, đa điểm mượt mà nhạy. Thế nhưng mà với chiếc Zephyrus M15 thì cho mình một cái cảm giác nó mịn màng hơn, nó cao cấp hơn. Còn chiếc HP Omen thì nó hơi sần sần, cảm giác nó không được sướng cho lắm. Cho nên là chắc chắn là đây là một điểm cộng cho Zephyrus M15. Về phần mềm hỗ trợ của hãng thì Zephyrus M15 sử dụng phần mềm Armory Grade rất nổi tiếng của ASUS rồi. Cái giao diện nó rất là đẹp, khá là trực quan, chúng ta có thể tùy chỉnh chi tiết. Và thậm chí anh em có thể điều chỉnh được bằng cả điện thoại nữa cơ. Còn với phần mềm Omen Command Center của HP thì nó cũng trang bị cho chúng ta cũng đầy đủ những cái tùy chỉnh cơ bản cần thiết. Tuy nhiên thì cái giao diện nó chưa được đẹp cho lắm và mình cảm giác như là HP làm cái phần mềm này ra như kiểu cho có vậy. Và mình hoàn toàn không thích cái phần mềm này. Cho nên là tiếp theo là một điểm cộng cho Zephyrus M15. Về mặt nâng cấp thì cả hai chiếc máy này đều trang bị cho chúng ta 2 khe RAM, 2 khe SSD. Tuy nhiên thì ở chiếc Zephyrus M15 đã bị hàn chết một thanh RAM 8GB rồi. Và mình khá là cầu toàn cho nên là mình không thích cái sự cải tiến nó hơi bị đôi đũa lệch này cho lắm. Cho nên là chắc chắn về mặt nâng cấp mình sẽ thích chiếc HP Omen hơn. Về thời lượng pin thì đây là một cái điều mà một trong những cái thứ mà anh em quan tâm nhất sau hiệu năng.
Và với HPO Man thì cái thời lượng nó cho ra lại nhỉnh hơn khi chúng ta có 5 đến 6 tiếng với những tác vụ văn phòng hay là xem YouTube. Còn chiếc Zephyrus M15 thì với những tác vụ tương tự nhưng mà chỉ cho chúng ta thời lượng khoảng 4 đến 5 tiếng thôi. Và chắc chắn rồi, một điểm cộng cho HPO Man. Và cuối cùng đó là về giải loa của hai chiếc máy này. Thì với chiếc Zephyrus M15 có một cái giải bay nó khá là tốt và nảy. Cùng với đó là giải mid và high thì cũng khá là xem nhau, nghe nhạc điện tử cũng khá là căng anh em ạ. Còn với chiếc HPO Man thì cảm giác như là ba giải nó khá là bằng nhau, và với mình cảm giác nghe nó hơi chóe một chút. Và nếu anh em thích nghe nhạc điện tử thì có lẽ là chiếc Zephyrus M15 sẽ rất phù hợp. Còn để nghe nhạc vocal có lời và nhẹ nhàng thôi thì có lẽ là chiếc HPO Man sẽ là phù hợp với anh em hơn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho anh em về hai chiếc máy này. Và tổng kết lại thì với mức giá 30 triệu thì chúng ta có hai chiếc máy rất là ngang tài ngang sức. Một bên là HPO Man, phù hợp với những anh em thích cái sự tối giản, sang trọng, nhiệt độ mát mẻ và đáp ứng đủ hiệu năng chơi game cũng như là làm đồ họa. Một bên là Zephyrus M15 của Acer, phù hợp với những anh em yêu cầu một cái sự ổn định cao, ngoại hình gaming, tính di động cao. Và thực sự cả hai chiếc máy này đều là một trang bị rất là tốt trong tầm giá mà anh em có thể sở hữu. Và với mình ý, mình không muốn khoe với anh em mình là Asus fanboy đâu, nhưng thực sự thì Zephyrus M15 đã làm cho mình siêu lòng rồi. Và anh em có chia sẻ gì về hai chiếc máy này thì hoàn toàn có thể bình luận ở phía bên dưới phần comment, và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho channel của Lotto AZ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.